Rồi rồi, em xin chào cả nhà mình ha. Em cũng vừa mua phân thuốc xong nè cả nhà. Thì ở đây em cũng lấy ra cho cả nhà mình xem luôn những cái loại phân thuốc mà trong tháng này thì em tiếp tục em xịt đó cả nhà. Xịt và mình tưới ha. Quay trực tiếp cho cả nhà mình xem luôn nữa nha. Này là ly thanh vàng ha. Ly thanh vàng tại mình mới xịt một cử thì mình sẽ xịt thêm một cử nữa cả nhà. Thêm một cử ly thanh nữa ha. Đây, những cái đó thay này thì mình tưới dưỡng những cái cây nào mà nó chưa phục hồi mạnh nữa nha. Mình sẽ sử dụng những cây những cái đó thay này. Còn thường là mình sẽ tưới bằng quan với Google nha cả nhà. N3M. Đây, thuốc sâu ở đây mình sẽ xịt Toxi nữa nha. Toxi cộng với chai thuốc sâu này. Toxi này thì gầy nha cả nhà. Gầy thì hiệu quả hơn, còn cái này là sâu. Đó, hai cái này cộng lại nè. Đây mình xịt là hai bịch Toxi này, một chai này cho 100 lít nước. Đó, xịt thì cũng xây qua lại ha. Rồi, DB nè cả nhà. Đây, DB đây. Cái màu DB cả nhà mình thấy ha. Là phân DB mà em tưới trong cái thời điểm tháng 5 này qua tháng 6, tháng 7 luôn đó nha. Sau tháng 7 luôn thì sau khi mình qua 37 hoặc là 15 năm 20 thì mình sẽ không tưới DB này nữa nha các nhà. Có những anh em ha, qua tháng 3 là tưới DB này rồi, cây rất là xanh dày lá ha, dày lá, nhưng mà tới thời điểm này rồi anh em quay lại nó đã tạo nụ rồi đó, nó xanh dày, tại vì DB là cái hàm lượng lân nó rất là cao đó nha, 18-46-0 ha, đó, hàm lân lân là tới 46 ha. Thì do cái lân này rất là cao, lân thì thường thường nó sẽ làm cho cái cây mai mình nó dễ tạo nụ ha, dễ xanh dày lá. Đó, do vậy thì anh em mình thấy lúc đầu mình tưới xanh dày thấy tốt quá thì mình tưới suốt. Có nhiều anh em mình tưới 35 suốt năm cũng có nữa cả nhà. 35 suốt năm hoặc 16-16-8, nhưng là mình tưới như vậy nó cũng có nụ nha, nhưng mà nụ nó rất là sớm, cành nhánh nó không có đi được đó, nên nhiều khi anh em mình làm nó không đúng cách thì cho ra cái tàn ha. Cái tàn và cái cây cái mai của mình nó sẽ nở trước Tết. Nên hôm nay thì quay từng giai đoạn cho cả nhà, để cả nhà mình nếu mà theo dõi kênh nào thì anh em mình thấy hiệu quả thì anh em mình sẽ tiếp tục mình làm ha. Còn ở đây ví dụ như những anh em mình đã theo dõi kênh em trong thời gian qua thì tới thời điểm này thì em cũng tiếp tục chia sẻ cho cả nhà mình để anh em mình làm hiệu quả ha, hiệu quả hơn đó. Tới mùa mưa rồi mà thời điểm này là chuẩn bị qua tháng 6 rồi, còn tháng 7, tháng 8, tháng 9 nữa cả nhà. 3 tháng nữa nó khoảng 2 đến 3 cây tược nữa thôi. Thì cây mai của mình nó đã, mình bắt buộc nó phải đứng tược rồi, không có cho đi tược nữa. Nếu anh em mình qua tháng 9 mà đi cơi tháng 10 nữa mà lấy tược cơi tháng 10 thì lại nụ nó không được đẹp ha. Tại vậy mình phải đúng thời điểm. Như năm rồi thì em nó bỏ ra cuối tháng 8. Cuối tháng 8 đầu tháng 9 nè, mình chỉ lúc đó mình lâu lâu mình chỉ tưới dưỡng thôi hoặc là hữu cơ. Còn thời điểm này thì lúc nào tăng phân, lúc nào thay đổi phân thì mình sẽ làm cho nó đúng cách nha cả nhà. Nên anh em nếu mà theo dõi kênh em thì mình sẽ tiếp tục mình làm. Còn về cách pha chế đó cả nhà, cách pha chế cái phần thuốc á, thì nếu anh em mình DAP thì hiện tại bây giờ em tưới nè cả nhà, tưới 4 phi ha, 4 phi thì em tưới đợt rồi là 250g ha, 250g cho 1 phi 200 lít nước ha. Thì mình sẽ cộng như thế nào cho nó hợp lý trong thời điểm này cả nhà. Ví dụ như bây giờ mình 20-10-10 nè, 20-10-10 thì mình cộng khoảng 70%, còn DAB khoảng 30% thôi nha cả nhà. 30% thôi. Nếu cả nhà mình tưới đợt đầu có thể mình tưới cộng 20% mình DAB 80%. Ví dụ 1 kg mình tưới 1 kg trong sân mình hết luôn là 1 kg thì mình sẽ
pha là 80 800 g 20 10 10 cộng 200 g DAP nha cả nhà. Nó tại sao ở đây? Ở đây thì em tưới một tí tí ngoài cả nhà. Chứ mấy ha. Thì này cho em sẽ tăng lên. Ví dụ như em tăng lên 300 g. 300 g thì 4 phi nó 1 kg 2. À, ký 2 thì cái này em sẽ giật lại khoảng 900 g. Cái này là 300 g nha cả nhà. Hoặc là 350 g này. 850 gram 20 10 10, đó nó khoảng độ mình chia vậy thôi. Nếu mình tưới DAP nhiều thì nó xanh nó dày mau lắm đó nha, ha, xanh nó dày mau. Nếu mình dằn cũng được, ha, dằn cơ cũng được, đang cơ non lụa thì mình dằn DAP nhiều hơn. Đó, còn mình muốn đi tược thì mình cho cái 20 10 10 này, ha. À, thời điểm này thì không, mình chưa có dằn nhiều đâu cả nhà. Và tháng 7 có thể mình sẽ dằn tăng lên, đó, để cho cái cây mai của mình nó cứng tược ha. Thời điểm này thì mình từ từ thôi, không có vội nha cả nhà. Nếu mình làm sai cái lỡ sai rồi nó làm đứng đọt sớm thì cây mai của mình nó sẽ tạo nụ vào tháng 7 nụ lớn rồi, hoặc là nó không đi tược nữa thì năm nay thời tiết nó lại nắng gắt đó cả nhà. Nên khi mà mình nó tạo nụ sớm, lá nó màu già thì tháng 10 tháng 11 ha, tháng 11 thì nó rớt những cái lá già nó trụi đi, nó làm cái nụ mình phơi ra rồi nhiệt độ gặp cái thời tiết nó thay đổi đi nha. Ví dụ như có mưa hoặc là thời tiết nó gió chướng thuận đi thì nó sẽ nở những cái nụ nào nó chỗ trống đó. Bây giờ anh em mình cẩn thận nha cả nhà, cẩn thận để mình làm cho nó từ từ cho nó đúng cách thì năm nay có thể là mình sẽ làm cho cái cây mai của mình nó rực lá vào tháng 11 nữa nha. 11 thì mình lúc đó thì tiếp tục mình sẽ canh, mình làm để cho nó phù hợp tới đúng cách để Tết mình còn cái nụ mình chơi cho nó nhiều nha cả nhà. Đó là cách hôm nay thì em cũng chia sẻ một cái clip này thì những anh em nào quan tâm ha, những anh em nào quan tâm mà theo dõi những cử phân thuốc hoặc là chăm sóc cái mai vàng trong thời điểm này thì anh em mình xem thì để có thể mình sẽ có một số cái kinh nghiệm mà anh em mình làm ha, làm cho nó đúng cách. Thì thời điểm này thì em tưới khoảng 300 gram nha cả nhà, 300 gram cho 200 lít nước. Thì cả nhà mình có ít thì mình pha chế chia ra giùm em ha. Đó này thì đúng liều lượng như vậy thì từ từ mình tăng. Ví dụ như đợt sau em sẽ tăng 350 gram cho 200 lít nước, rồi tới thời điểm mà cuối thì có thể là 400 gram. Đó, ở đây thì em tưới cái lượng phân hóa học không có nhiều nha cả nhà. Đó, nhiều anh em thì tưới có thể 700 gram một phi 200 lít nước hoặc là 1 kg, có nhiều anh em tưới 1 kg luôn đó nha, 1 kg mấy cũng có nha. Đối với mai tàn riêng thì anh em mình sẽ tưới cái lượng phân nó cao hơn nữa nha. Thời điểm này thì nếu mà mai tàn riêng anh em mình tưới 500 gram 600 gram cho cái phi 200 lít nước thì vẫn ok. Mai tàn thì nó cái sức sống nó rất là mạnh ha. Đó, như vậy mình tưới nhẹ thì nó không có đi tược mạnh, xương nó không có cứng đâu. Có thể mình sẽ tăng cái lượng phân lên ở dưới cái mai tàn riêng. Còn ở đây thì em mai ghép số lớn số nhỏ thì nó không cân bằng. Hay vậy thì mình sẽ tưới cái liều lượng cho nó quen luôn cả nha. Cho nó quen cái liều lượng mà em tưới hàng ngày, hàng năm. Để mình tăng từ từ lên thôi. Nếu mình tăng sốc quá thì càng ngày nữa lượng phân hóa học này nó cũng không có tốt cho bộ rễ, không tốt cây đâu cả nha. Chỉ hỗ trợ, mình hỗ trợ nhẹ thôi. Nếu mình tưới nhiều quá thì cái tuổi thọ của nó cũng không có cao. Ví dụ thường là nó 30 năm, 50 năm. Còn mình tưới này khoảng 20 năm, mười mấy năm. Đó, tùy theo cái từng cái cây mà nó thích hợp, nó chịu được cái lượng phân hóa học này. Do vậy thì anh em mình sẽ tưới cái mức độ nó vừa. Thì như vườn em thì em tưới mức độ rất là nhẹ nha cả nhà. Nên anh em mình có những cái vườn thì anh em mình tưới cái lượng cao rồi, bắt buộc bây giờ mình phải tăng cao nữa ha. Chứ để mình tưới nhẹ rồi thì nhiều khi cây nó không có phát đâu cả nhà. Do vậy anh em mình sẽ làm ha, làm cho đúng cách. Rồi thì hôm nay làm một clip ngắn đó cả nhà, để chia sẻ cái phân thuốc ha. Em cũng mới mua thì quay trực tiếp cho cả nhà mình xem luôn đó, phân thuốc để khi cả nhà mình tưới thời điểm này sao cho nó phù hợp nha cả nhà. Rồi em cũng xin kết thúc video ha, chúc cả nhà mình sẽ làm một cây mai thì năm nay nó sẽ đạt hiệu quả ha. Tết mình sẽ chơi bông nó thật là đẹp nha cả nhà. Mình xin mến chào cả nhà.